Quá trời quá đất con gì vậy cả nhà ơi, nửa thùng khủng khiếp. Trời ơi, cá còn ngon hơn này, tròn tròn quay nha nhà. Bên đây là của em nha, để hơi mấy anh em nói dồn chung. Em thì em bào tới giờ nắng 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 lên giọt rồi, giọt không kiếm đường câu chê à, mà câu chê mốm luôn, hai bữa không có con cá chê. Còn gì nào quá trời quá đất. Tấm thân gồm xin kính chào đại gia đình. Thì rất vui được gặp lại cả nhà ở video ngày hôm nay. Thì 3 ngày sau khi Um Thảo mở cửa, tụi em quyết định để xuống dưới chinh phục những con cá lóc đen. Mặc dù nghe được anh em báo cáo là rất là chua, chua lắm là chua. Tại vì kênh vét chưa xong và không thấy có cá táp. Có cá hay không thì hên xui, nhưng mà vẫn phải đi hít thở không khí ở dưới gần của mình. Chào chú. Chào chú. Dạ. Rồi cả nhà ơi, thì em đang dừng chân ở thị xã Nga Năm. Đây. Nguyễn Chanh. Xin chào mọi người nha. Nguyễn Chanh chạy từ nhà Nguyễn Chanh xuống tới rừng U Minh là khoảng 400 cây vậy cả nhà ơi. Ghê thiệt. Bà giờ là đi 370 mấy à. Giờ là đi được 1/3. Ủa, đi 2 hơn rồi, 2 mấy rồi. 2/3, 2/3 đúng rồi, 2/3. Đây. Duy Hưng. Duy Hưng nằm rồi. Duy Hưng mới chạy ra đây chút xíu mà có gì đâu đuối. Nè, có chú. Chú mới giữ nè. Tây Ninh. Chú từ nhà chạy xuống U Minh Hạ khoảng 500 cây không chú? 400 mấy, 406 cây. 406 cây hả? Ừ. Trời trời. Từ Tân Hà. Tân Hà Tây Ninh. 406 cây. Là mình tính đường trên bản đồ hả? Ừ. Khi thực tế nó té ra nữa. Quá dữ thiệt chứ. Chú là nhiêu tuổi chú? 63. Chú 63 trời. Mấy anh em mới hẹn nhau đi nào, Nguyễn Chanh Vlog, Tây Nguyên Vlog là anh Công Phạm nào. Rồi cuối cùng thì mấy anh em cũng tới trước cổng gần U Minh Hạ rồi cả nhà ơi. Bây giờ tới đây là cũng năm em coi giờ lại coi 5:30 chiều đó. Giờ này thì mấy chú bác anh em cần thủ cũng đi ra hết rồi. Giờ hồi tụi em sẽ là đi kiếm phòng và nghỉ ngơi, rồi sáng sớm mình ra đây mình chiến. Chanh đang chụp hình. Cái này cũng đang chụp hình. Chanh là lần đầu tiên đặt chân xuống. Như thường lệ thì mấy anh em đi U Minh Hạ sáng sớm ưa tập trung ở cái quán này ha. Hồng tươi. Rồi ăn sáng xong thì nên tập trung trước cửa cổng để mua vé cả nhà ơi. Sau ngày đầu mở cửa thì tiếng lành đồn xa cả nhà. Giờ thì mỗi ngày vô chừng khoảng 20 vé. Cái ngày đầu thì thôi 300-400 á. Rồi thì thôi mấy anh em nào đi rồi cũng biết rồi hả. Còn em sẽ quay toàn cảnh cho những anh em chưa đi, để anh em cân nhắc lại có nên đi hay không ha. Rồi thì đi rừng cũng hên xui lắm nha cả nhà. Có người trúng, người thất. Nhưng mà sau đợt này em thấy là anh em báo thất nhiều hơn chúng. Em thì thường thường tính em thì hay chạy, cho nên em vô em chạy một vòng 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 ta quan trước coi như thế nào em mới dừng lại em đánh. Rồi bây giờ thì ra cần hai cả nhà ơi. Hôm nay em đánh cây cần à. U lâu quá ha. Dìm hiêm 3 mét. Em dùng con máy lật máy Satiga 6000 nha cả nhà. Hơi bạo lực chút xíu. Thank you.
cái nhà trời ơi, ui trời trời ơi, ui quá đã cả nhà ơi, ơi hên quá ơi ơi, hên quá với hai đường. Trời ơi, quá đã cả nhà ơi nè. Ôi, đang mùng cá nè. Ôi, sáng sớm có nhớt đã cả nhà ơi, đang mùng cá. Hai đường bụp trời. Đóng cái cứ ngắt cái tay đã thì chứ. Quá im cả nhà ơi. Sáng sớm có nhớt rồi. Ui ui, xuống cả nhà ơi. Tự nhiên thấp cái bụng cái trời. Quá đã. Ui ui. Quá im. Quá đã. Ây cha. Lắm. Đang gìn cái này nè. Em đang gìn cái này nè. Em đang gìn cái dây vàng nè. Hay quá trời, hay luôn. Trời ơi trời, cái chơi chứ năm nay nó ú đã không nha. Mấy con rồi anh? 4 con. Trời ơi đã, kênh 27 này không hả? Ôi ui. Nãy giờ nó vô đây coi là sáng vào à. Em tưởng ở trong đây bít là không im chứ. Có lỗ không được. Vậy hả? Này nghe cái lóc táp không? Ít lắm. Không vét ghê. Mấy đường này có vét rồi, mai nó ngon. Ủa đường con hả? Có cần gãi vụ gì hả không anh? Móc lỗ câu chứng kiến tới hoài, rồi tới lui câu vậy. Móc lỗ nào mà để ý rồi câu qua lại hoài mấy lỗ hả? Hay dữ trời. Kinh 96 rồi gì mình móc có không ta? Có. Kinh nào cũng có vậy hả? Trời ơi, heo quá. Hồi chắc em lấy gừng câu tay em vô, cao tay quá. Đội chiến thực thôi. Trời nha, ơi. Đây nha, hơi trời lỗ quá. Ừ,
chỗ này ai đánh bấy á nè. Lụm cả nhà ơi. Nhá hơi đường một lụm. Ý trời ơi. Nhá hơi đường một lụm. Ha, mấy chỗ này người ta đánh bấy hết trơn nè cả nhà. Người ta đánh hình tay dấu chân ta đánh bấy hết trơn. Ôi ôi nhớ thiệt. Rồi, xịt. Báo cá, báo cá. Hơi báo cá. Ơi lên này. Ý, một đường một. Ý, hình quá. FT mini, trời trời, cá nhỏ mà tách ghê thật chứ. FT mini V2 cả nhà ơi. Đường một. Cá nhỏ mà tách ghê hồn không. Tưởng nó bự lắm. Tiếp tục U Minh Hạ ngày thứ hai nha cả nhà. Hôm nay em sử dụng cây cần Bulova Duga X Max 2m4. Tại chiều qua lấy cái 3m mà trong địa hình hôm nay bây giờ cũng chưa cần thiết. Tại em câu mồi giả. Thấy nó ăn mồi giả cũng mạnh hơn á. Lấy cái bữa hôm nay đánh lấy cái này đánh mồi giả thôi. Với đánh sáng sớm chút xíu à. Xong rồi câu cái chai vàng này. Rồi giờ chiếu tiếp cả nhà mình ơi. Vô đâu rồi? Nhái à nào nè. Dạ. Lên cá chưa? Mới chạy vô nè. Sáng giờ ngủ. Mới vô vậy. Trời ơi, dư ơi dư. Trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa, thấy anh lợi hơn chưa? Vừa thấy vừa lại quay dính luôn trời. Vô gan nè. Trời trời. Ổ đại người mới anh em ơi. Thấy chưa?
Ôi trời. Hơi xa. Nhắn hơi nữa nha. Hơi quê gà tê. Quá đã. Đen mung luôn. Cá rừng U Minh. Ở Minh Hạ nhắn hơi quê gà tê. Quá đã luôn. Ui, xuống xuống. Tiếp tục nha, hơi lên hè cả nhà ơi. Ui, tấp nó đúng đá rồi. Cái rừng nào nó tấp sướng. Quá im cả nhà ơi. Ui, lại là VGT. Câu chê. Trời ơi. Trời ơi, con nào nó vàng kìa. Cái cọc. Quá đã. Vừa rồi em hỏi cái lên liền thấy không? Vừa qua ông kêu gì nữa? Quá đã. Ở đó hả? Có bự không? Mấy con này. Đùn cũng ngon ngon. Cả ngày nắp về bọc 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 quá trời. Nó chưa vét đâu gì khó đâu chứ. Cái này dữ lắm. Cái này qua giờ thằng kia nó nằm hai mấy con rồi đó. Sớm giờ em nghĩ rồi, em nghĩ câu có đóng em câu có chê mà không dính con nào á. Cậu con nào lấy vậy? Ba bốn lạng, bốn năm lạng. Mình canh nó vừa ghi xuống là mình giật liền không anh? Lúc phao giật à.
mình khi mình cơi quên mình không giật để đó rồi nó dính rồi nó không nhả nhả hả khi nuốt lưỡi luôn. Mới sức bùa vô hay gì vậy? Ồ, mới sức bùa vô nữa. Sao rồi? Sáng ngày nói chúng lắm hả? Sao còn? Chánh ơi! Cái gì? Em xả nãy giờ mới bỏ xuống cầu hả? Ừ, mấy ông kia con ngồi dế nữa cho anh. Trời trời trời. Trời tiên. Nó lỡ nó ăn sôi tim chứ mà sao nó chưa ăn mồi đó. Còn ngồi không ta? Nó nhả rồi. Ý ý ý ý rồi đứt lưỡi rồi. Trời trời. Sao rồi? Trời ơi. Hả? Vô rồi. Thấy rồi. Đứt lưỡi rồi. Thôi lấy một con rồi nó cũng chảy luôn vậy. Chú đứt lưỡi không? Trời trời. Trời. Đứt lưỡi Đạt ơi Đạt. Ừ, có gì chảy quỷ quay luôn trời. Ôi là trời. Ừ, trời biết nào kiếm con nữa đây. Trời ơi, chàng khe đã trời. Tới vợ nó ăn đó chanh. Tới vợ đi ăn rồi đó. Nó ăn nó đi câu gục gục vậy luôn nè. Ủa vậy em chạy hơi cái đó giật hơi chậm rồi hả? Anh thấy vừa chìm phao. Em chạy lại cái là em thấy con câu rị rị lật đật xuống xe mà chưa tắt máy luôn. Ủa nó nuốt trong. Ủa con anh nó đã gì đâu đó. Anh bị đứt lưỡi. Thấy không bằng hên. Ủa cái con này nó không nhả em chạy nó dính nó tới nhặt. Để im nó luôn. Bắt quả tang, bắt quả tang. Bắt quả tang đang lên con cá rõ ràng ha. Quá trời. Bào lâu không? Hả? Con à? 6. Con này bự không? Bự. Nó 8 lạng. Câu tới 10 giờ nghỉ rồi. Thì ngủ quá cho nổi. Ừ câu hả? Ngủ rồi à. Có rồi câu chê. Câu chê mà không cũng dính con nào. Trời ơi trời, đừng có con mà cũng đứt lưỡi nữa. Rồi cả nhà ơi, em chạy về phòng trước. Đang tranh thủ dọn đồ dọt về nhà cả nhà ơi. Bích nghịch. Bích nghịch gian thủ nha. Trời ơi. Tao lén rửa nhà sạch nha. Quá trời cả nhà ơi. Duy Duy mới về nè. Mình ơi, lên nhà cả... con nhiêu đây mọi người. Cái này là của mình ơn Duy không nói nghe cả nhà. Của em em bắt kia rồi. Còn ở đây nè. Trời trời. Quá trời rồi. Chắc tôi biết luôn rồi cả nhà ơi. Không giống cầu thủ. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị vệ sinh tắm rửa về. Đó, trời quá đất rồi. Nhọn cho cái kẹt không tắm nữa mà. Ôi ơi Nguyễn Chanh, Nguyễn Chanh cũng mới vừa ra cả nhà. Thì đó. Giờ anh về luôn hả? À, Nguyễn Chanh còn ở lại hả Chanh? Em còn ở lại chứ. Tại, chưa đầy thủ. Rồi giờ thì mấy anh em tại về trước. Đường xa về tối khuya. Còn mấy anh Nguyễn Chanh và anh Công
ở lại chiến đấu tiếp tục. Chúc em ngày mai trúng lớn. Cứ dùng kênh của anh Duy Cao em trong tới tôi lưu lại bà dính hả? Cái này có hữu bự không? Có hữu bự không em? Anh tưởng đâu có nhỏ mà có hữu bự không trời? Ừ, bốn lâm lạng vậy á. Thôi. Ừ. Bữa nay ở đây làm nhiều ta cũng làm nha, cái thùng của nó kìa. Cái thùng của nó em hết hồn luôn á. 15 con là biết nhiều ký. Trời trời. Gì đầy thùng cũng về phải rồi. Nè cái thùng của nó nè. Đó. Ôi trời, nửa thùng nó ghê chưa? Cá bự không ạ? À? Uống không ạ? À? Em cứ vô cái đường đó em bào là đảm bảo. Ít nhất anh công mình tới lui mình ngồi được 4 con. Ủa vậy hả? Ủa nãy hỏi anh nó còn 4 con mà. Nhưng mà đi quay vô trong đó chắc hay vậy. Cái chè thấy cũng chua lét ha cho nha. Cá chưa gom. Tháng sau mới gom được. Coi là 4 hả? Anh chui. Nếu cá nhiều ở đây thông báo thì giọt nữa chứ sao. Chứ ở đây câu im mà. Ở đây câu còn nghe cá tát chứ bình thường nghe câu có gì đâu. Bình thường chỉ được lên láng thôi. Nói chung là chuyến này U Minh Hạ là câu hơi chua lắm cả nhà. Tại vì mấy anh em hên lắm mới được vậy. Chứ cái lóc, cái chê đúng không vậy nhất luôn. Có ơn gì à? Gì hên vô vô khúc đó cái rừng luôn, chắc không. Ừ đúng rồi. Tại vì đa số thấy anh em ra ai cũng than thở. Chanh được có 2 con, 2 lóc bữa nay. Tại vì nước nhiều quá à, dưới kênh ta chưa vét hết cả nha. Đó. Đợi người ta vét mấy cái điểm mà kênh có cá nhiều là chưa vét. Chuẩn bị vét rồi mình xuống đâu mới ok hơn. Chứ giờ này nước nhiều mà mấy kênh có cá là chưa vét nữa. Rồi thôi anh về cho anh ơi. Dạ. Trời cẩn thận nha anh. Rồi về cả nhà ơi, bye bye cả nhà, chúc nhìn nhiều sức khỏe.